Rất vui mừng được gặp lại quý vị cùng các đồng chí trong chương trình Biên Cương Xanh. Thưa quý vị và các đồng chí, trong mục Chuyện làng, chuyện bản của chương trình Biên Cương Xanh tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm của bà con dân tộc Cơ Tu ở thôn Đờ Hờ Rồng, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, qua ký sự sắc màu thổ cẩm Cơ Tu. Còn ngay bây giờ, trong mục Quân hàm xanh là phóng sự phản ánh các hoạt động đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, bộ đội biên phòng Sơn La. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trên đoạn tuyến biên giới được giao quản lý và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên phòng, đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, bộ đội biên phòng Sơn La đã chủ động xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển buôn bán chất ma túy và hàng hóa trái phép qua biên giới, mang lại sự bình yên cho cuộc sống của bà con nhân dân ở các bản làng vùng biên. Thực hiện chuyên án 108L của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La, sau nhiều ngày triển khai lực lượng trinh sát, nắm thông tin và quy luật hoạt động của đối tượng mua bán vận chuyển ma túy, vào lúc 13 giờ ngày 15 tháng 8, tại km số 106 thuộc khu vực Bản Phát, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Biết, có hộ khẩu thường trú tại thôn Phương Quang, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 159,11 gram heroin. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận số heroin trên được mua từ một người Lào vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho lực lượng công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Trong quá trình mật phục đánh bắt tội phạm thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết và đường xá xa xôi, các loại đối tượng manh động, sẵn sàng chống trả. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chuyên án trên chỉ là một trong rất nhiều những chuyên án, vụ án, kế hoạch nghiệp vụ mà đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện thành công trong 6 tháng đầu năm 2016. Với 40,6 km đường biên giới được giao quản lý, bao gồm 21 cột mốc giới quốc gia và cửa khẩu đường bộ Lóng Sập. Đây là đoạn tuyến biên giới có địa hình hiểm trở, phức tạp với nhiều đường mòn lối tắt, nên các đối tượng tội phạm thường lợi dụng để buôn bán vận chuyển các chất ma túy và hàng lậu từ Lào vào Việt Nam. Có thời điểm, Lóng Sập đã trở thành điểm nóng về tình trạng buôn bán vận chuyển chất ma túy với việc hình thành các toán nhóm vận chuyển ma túy được trang bị vũ khí nóng. Các đối tượng này rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Địa bàn khu vực biên giới của đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập là địa bàn trọng điểm phức tạp về hoạt động của tội phạm hình sự và tội phạm ma túy. Đặc biệt trong đó là hoạt động của các toán nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới. Đơn vị chúng tôi đã chủ động xây dựng các kế hoạch chuyên đề, kế hoạch nghiệp vụ để tổ chức lực lượng bám lắm tình địa bàn, đặc biệt là lắm phương thức, thủ đoạn hoạt động và quy luật hoạt động của các loại đối tượng, trong đó đặc biệt là đối tượng tội phạm ma túy. Thì trong cái thời gian vừa qua thì ngoài cái việc mà chủ động tấn công trấn áp tội phạm thì đơn vị chúng tôi đã phối hợp có hiệu quả với các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an tỉnh Sơn La, công an huyện Mộc Châu, và đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ, khởi tố, điều tra nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng nhằm góp phần tình ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu biên giới. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, Ban Chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập đã tập trung chỉ đạo các tổ đội công tác dựa vào cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để quản lý chắc địa bàn, quản lý chắc đối tượng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các lực lượng chức năng như hải quan, công an, quản lý thị trường, công an nước bạn Lào, thực hiện nghiêm các quy trình trong kiểm tra con người và hàng hóa phương tiện khi xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ
nhất là các đồng chí làm công tác kiểm tra xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, các bộ phận trực tiếp đấu tranh với tội phạm cũng được đồn đặc biệt coi trọng. Như vậy mà cán bộ chiến sĩ của đồn đều tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không để kẻ xấu mua chuộc hoặc lợi dụng. Trong công tác quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh thì chúng tôi đã làm tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình, nhất là trong cái kiểm tra kiểm soát người phương tiện xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quan trong kiểm soát hàng hóa phương tiện qua lại cửa khẩu. Còn đối với bạn Lào, chúng tôi đã xây dựng được một cái quy chế phối hợp và định kỳ là hàng quý giao ban trao đổi tình hình và xử lý những cái vụ việc xảy ra liên quan đến hai bên biên giới. Để xây dựng bản lĩnh cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đối với những cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng chống với tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, chúng tôi xác định là việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ là việc hết sức quan trọng. Do đó, bằng các cái giải pháp cụ thể để cho cán bộ chiến sĩ hiểu rõ nhiệm vụ của mình trong từng chuyên án vụ án cụ thể, đồng thời lấy cán bộ chủ trì làm gương, lấy người đi trước để dìu dắt người đi sau, lấy hành động của cán bộ làm mệnh lệnh không lời để cán bộ chiến sĩ nói theo. Bên cạnh đó là trước mọi khó khăn, mọi nhiệm vụ thì người chỉ huy thì chúng tôi phải luôn sát cánh và đồng hành của anh em, chia sẻ, hiểu rõ khó khăn và bên cạnh cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Xin giới thiệu với bà con nhân dân là để phát huy sức mạnh của quần chúng trong công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, đồn còn tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương phát động phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh biên giới, vận động các hộ gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh trật tự của địa phương. Ông Vì Văn Tanh ở bản Pó Sập, xã Lóng Sập cho biết, được đồn và địa phương tuyên truyền vận động nói rõ sự nguy hại của ma túy và buôn lậu, nên mọi người đã nhận thức được trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Các gia đình trong bản đã tích cực, tự giác tham gia vào công tác này bằng những việc làm cụ thể như khi làm nương rẫy ở khu vực biên giới, nếu gặp các đối tượng lạ, nghi ngờ, thì kịp thời báo cho chính quyền địa phương hoặc bộ đội biên phòng, tích cực vận động con em chấp hành nghiêm pháp luật, không tham gia vận chuyển, mua bán, sử dụng các chất ma túy, xây dựng môi trường văn hóa ở thôn bản. Bà con ở đây là quá trình được nghe được tuyên truyền về cái đường biên mốc giới do dân tự quản, bà con rất là nhiệt tình, hăng hái với cái nội dung và cái phương châm của đồn cửa khẩu Lóng Sập phối hợp với địa phương. Các tai tệ nạn ở địa phương giảm hẳn, các đối tượng cũng đã được răn đe giáo dục và đưa đi các cải giao dưỡng. An ninh trật tự ở địa bàn bản ở đây để phạm vi hẹp, tôi thấy là cảm thấy tương đối ổn định. Nhờ thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp nêu trên, nên trong 6 tháng đầu năm 2016, từ các nguồn tin mà nhân dân cung cấp, đồn đã thực hiện thành công nhiều chuyên án, vụ án, kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đã phát hiện và bắt giữ 18 vụ với 26 đối tượng, tang vật thu giữ 245,24 gram heroin, 2.375 viên ma túy tổng hợp, hơn 24 gram thuốc phiện, 12 xe máy, 17 điện thoại di động, gần 3 triệu đồng, 150.000 kíp Lào và nhiều tang vật khác liên quan đến vụ án, góp phần đẩy lùi hiểm họa ma túy trên vùng biên giới này. Về cái kết quả đấu tranh phòng chống ma túy của đồn cửa khẩu Lóng Sập ấy, đây là một cái địa bàn mà đấu tranh là hiệu quả nhất về kể cả cái việc mà bắt giữ các cái đối tượng, rồi cũng như là có cái ngăn chặn các cái hoạt động về xuất nhập cảnh rồi vượt biên trái phép. Thì để có được những cái kết quả này ấy, Bộ Tư lệnh Biên phòng là tăng cường cái lực lượng trong cái việc đấu tranh bắt giữ các cái tội phạm ma túy. Cái thứ hai là đã chỉ đạo cho đồn là tích cực tham gia phối hợp với chính quyền địa phương để mà tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia tiếp tay rồi là bao che cho tội phạm ma túy, cũng như là tích cực để tố giác cái tội phạm, nên hiệu quả là đấu tranh của đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập trong thời gian qua là rất là tốt. Bám sát địa bàn, nắm chắc đối tượng, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương,
phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh tố giác tội phạm, chủ động xây dựng và thực hiện thành công các chuyên án, vụ án, kế hoạch nghiệp vụ. Đó là những biện pháp quan trọng mà đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội biên phòng Sơn La đã và đang thực hiện nhằm đẩy lùi hiểm họa ma túy, tạo môi trường tốt cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố thế trận quốc phòng an ninh trên vùng cao biên giới. Thôn Đờ Hờ Rồng, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam là nơi sinh sống của 85 hộ dân người dân tộc Cơ Tu. Nhờ giữ gìn và phát huy được những nghề truyền thống, trong đó có nghề dệt thổ cẩm, nên thôn Đờ Hờ Rồng đã trở thành một trong những điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn trên bản đồ du lịch của tỉnh Quảng Nam. Các sản phẩm thổ cẩm mà những người thợ ở đây làm ra không chỉ có thị trường tiêu thụ tốt, giúp mang về một nguồn thu nhập ổn định, bền vững cho những người làm nghề, mà còn góp phần quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Cơ Tu đến với du khách gần xa. Bên mái nhà gươn truyền thống, những người phụ nữ Cơ Tu ở thôn Đờ Hơ Rồng, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đang miệt mài dệt thổ cẩm. Tiếng lách cách thoi đưa cùng khung cảnh thanh bình yên ả của miền quê với núi non hùng vĩ đã tạo ra một không gian văn hóa riêng, đặc sắc của người dân tộc Cơ Tu ở mảnh đất miền Đông xứ Quảng. Phụ nữ Cơ Tu dùng loại khung dệt làm bằng tre, một trong những loại khung dệt cổ xưa, thô sơ nhất để làm ra các sản phẩm thổ cẩm. Kiểu khung dệt này phải dùng lực của cơ thể để kéo căng các sợi dọc khi dệt bằng cách chuyển trọng lượng cơ thể ra phía sau và phía trước. Vải dệt xong được cuốn bên dưới hay xung quanh thanh để vải và giữ trong lòng người dệt. Chị Bờ Ríu Thị Minh, một trong những người thợ dệt nổi tiếng của địa phương cho biết, để làm ra những vuông vải đẹp, ngoài việc phải chọn nguyên liệu tốt, dệt đều tay, đều lực, thì khi ngồi vào khung dệt, người thợ phải dồn tâm, dồn sức vào công việc. Và nhất thiết phải hiểu kỹ thuần phong mỹ tục, cốt cách tinh thần của người Cơ Tu mới đưa được vào các họa tiết hoa văn làm đẹp cho tấm vải. Ngày trước, sợi để dệt thổ cẩm là sợi bông và thổ cẩm cũng chỉ được dệt ra để phục vụ cho nhu cầu may mặc của các gia đình, nên mỗi bộ trang phục có giá lên tới cả chục triệu đồng. Vì vậy, khi loại vải này trở thành hàng hóa để đáp ứng thị hiếu và phù hợp với sức mua của người tiêu dùng, thì người làm nghề ở thôn Đờ Hơ Rồng đã dùng sợi chỉ công nghiệp hay sợi len được nhuộm màu mua ở chợ về để dệt. Chất liệu này cũng tốt, lại có màu sắc đẹp, giá cả phải chăng nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Để làm ra một bộ váy áo truyền thống, người thợ giỏi cũng phải làm hơn 20 ngày và phải trải qua rất nhiều công đoạn. Nhưng bù lại, giá mỗi bộ trang phục như vậy lại bán được khoảng trên dưới 5 triệu đồng. Thế nên, từ nghề truyền thống này, chị Bờ Ríu Thị Minh có thể giúp gia đình tăng thêm thu nhập. Bên cạnh việc trồng trọt chăn nuôi thì tôi còn dệt thổ cẩm. Nhờ việc bán các sản phẩm được làm từ vải thổ cẩm cho khách du lịch hoặc các thương lái tìm đến đây mua mà gia đình tôi có thể thêm nguồn thu nhập đáng kể. Tôi có tiền cho con cái ăn học và mua sắm thêm các vật dụng cho gia đình. Nét độc đáo trong thổ cẩm của người Cơ Tu là tra cườm tạo hoa văn trực tiếp khi dệt vải trên khung. Kỹ thuật này đòi hỏi người phụ nữ phải thực sự khéo léo, có tư duy tạo hình và thẩm mỹ cao. Những hạt cườm được đính trên vải cũng là cách trang sức đặc biệt. Nó như những chuỗi hạt được bố trí bắt mắt với những hoa văn đặc trưng. Khi phụ nữ mặc lên, chẳng khác gì đang đeo trang sức vào người. Vì đây là kỹ thuật khó, nên người thợ phải rất khéo tay mới làm được. Bà Bờ Ríu Thị Lứ là người có kỹ thuật tra cườm tạo hoa văn có tiếng của thôn. Tuy tuổi đã cao, nhưng đôi bàn tay bà vẫn thoăn thoắt tạo ra những hoa văn cườm sinh động.
Bà cho biết, trước đây, loại cườm phổ biến mà người Cơ Tu sử dụng là hạt cây và hạt đúc từ chì. Ngày nay, người Cơ Tu dùng loại hạt cườm nhựa để làm họa tiết hoa văn khi dệt. Ưu điểm của loại hạt này là tiện dụng, nhiều màu sắc và đa dạng. Ngoài hoa văn cườm, người Cơ Tu còn tạo ra hoa văn bằng sợi len cho tấm vải ngay khi dệt. Hoa văn thổ cẩm của người Cơ Tu thường được dệt bằng sợi bông trắng trên nền vải đen hoặc sẫm màu. Họa tiết hoa văn thường là những hình ảnh gần gũi với cuộc sống đời thường như mặt trời, cây cối, chim muông hay cũng có thể là những hình ảnh cách điệu về cuộc sống, sinh hoạt thường ngày. Họa tiết trên các sản phẩm thổ cẩm của người Cơ Tu thường trang trí đối xứng, phản ánh quan niệm triết lý về vũ trụ, triết lý âm dương, trời đất và thiên nhiên. Người Cơ Tu thường sử dụng các màu đen, đỏ, vàng để tạo ấn tượng mạnh mẽ. Mỗi màu lại có tiếng nói riêng. Màu đen tượng trưng cho đất rừng, chủ phú. Màu đỏ của khát vọng và tình yêu. Màu vàng tượng trưng cho ánh sáng. Thổ cẩm của người Cơ Tu thường có màu tươi sáng, rực rỡ, bay bổng, thể hiện ước mơ, khát vọng và tâm hồn nghệ sĩ của người thợ dệt. Muốn tạo hoa văn họa tiết đẹp thì phải chịu khó rèn luyện học hỏi. Có những hoa văn tinh xảo, có khi phải làm cả tháng mới xong. Nhưng nhờ vậy mà tạo cho thổ cẩm của người Cơ Tu vẻ đẹp rất khác biệt. Thôn Đờ Hờ Rồng có 85 hộ dân thì hầu như nhà nào cũng có khung dệt. Với người Cơ Tu, nghề dệt thổ cẩm đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống cộng đồng và mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc. Con gái Cơ Tu đến tuổi lấy chồng đều phải biết dệt vải. Trong những ngày lễ hội, ngày xuân, cô gái nào dệt thổ cẩm giỏi, đẹp thường được các chàng trai để ý. Trước đây, người thợ dệt thổ cẩm ở thôn Đờ Hờ Rồng hoạt động còn riêng rẽ nên gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Được sự động viên giúp đỡ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, Tổ hợp tác Đờ Hờ Rồng được thành lập vào năm 2013. Đến nay, tổ có 18 thành viên. Tất cả đều là những người thợ lành nghề, luôn mong muốn gìn giữ và phát huy được những giá trị của nghề dệt thổ cẩm, để người phụ nữ Cơ Tu không chỉ giữ được nghề mà còn sống được với nghề, và quan trọng hơn là không để cho cốt cách văn hóa dân tộc Cơ Tu bị mai một đi trong cuộc sống hiện đại. Hàng ngày, ngoài sản xuất theo đơn đặt hàng, tổ hợp tác còn dạy nghề miễn phí cho chị em trong làng. Là tổ phó của tổ hợp tác, chị Bờ Lăng Thị Hôn luôn tận tình truyền dạy cho chị em những bí kíp để làm ra một tấm vải đẹp. Qua đó, chị em lại càng thêm hiểu, thêm yêu, thêm tự hào về nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Từ khi thôn được công nhận là làng nghề dệt thổ cẩm, thì lượng khách đến tham quan, tìm hiểu về nghề truyền thống tăng lên. Đây là cơ hội tốt cho các thành viên trong tổ quảng bá được sản phẩm thổ cẩm của người Cơ Tu. Hiện nay, các sản phẩm thổ cẩm của làng nghề truyền thống này đang được bày bán ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng của nước ta, như Hội An, Đà Nẵng. Nhiều sản phẩm đã được xuất khẩu sang các thị trường như Anh, Mỹ. Điều này đã khích lệ các nghệ nhân làng nghề tiếp tục sáng tạo ra những mẫu mã đẹp để đa dạng hóa các sản phẩm thổ cẩm và thu hút thêm các chị em tham gia vào tổ hợp tác. Nhờ nghề dệt thổ cẩm mà nhiều hộ gia đình trong thôn chúng tôi đã có thêm nguồn thu nhập đáng kể. Thế nên, ngày càng có nhiều chị em tham gia học dệt để làm nghề. Chúng tôi cùng nhau dệt vải, cùng nhau sáng tạo ra các mẫu mã sản phẩm mới làm từ thổ cẩm để phục vụ du khách. Nhờ vậy, thôn chúng tôi vừa xóa đói giảm nghèo, vừa giữ gìn được nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Tham gia vào tổ hợp tác, tôi cũng như chị em trong thôn cảm thấy yên tâm làm nghề dệt thổ cẩm hơn vì đã có nơi giúp chúng tôi tiêu thụ sản phẩm. Không những thế, chúng tôi còn thường xuyên được tổ hợp tác đào tạo nâng cao tay nghề, cũng như phổ biến thêm kiến thức để làm du lịch cộng đồng.
Ngoài sử dụng vải thổ cẩm để may trang phục, người thợ dệt còn dùng thổ cẩm để may các sản phẩm khác như chăn, đệm, khăn quàng, túi sách với nhiều mẫu mã đẹp. Trong khu trưng bày sản phẩm của tổ hợp tác có hàng trăm mặt hàng lưu niệm làm từ vải thổ cẩm vô cùng đẹp mắt. Các du khách gần xa đến đây đều dành thời gian ghé thăm và tìm mua cho mình một món quà làm kỷ niệm cho chuyến đi về với thiên nhiên, con người trên vùng đất này. Nếu thích, du khách còn được trải nghiệm các công đoạn trong nghề dệt thổ cẩm như dệt vải, tra cườm. Khi đó, du khách sẽ vô cùng hào hứng và thích thú. Tôi rất thích những sản phẩm được làm từ thổ cẩm của người Cơ Tu nơi đây. Tôi thấy đó đều là những sản phẩm độc đáo và chất lượng. Tôi đã chọn và mua được rất nhiều thứ làm quà cho người thân. Không những thế, khi được tự tay dệt thổ cẩm, với tôi đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị và tuyệt vời. Thật tuyệt vời khi được mặc trên người trang phục làm từ thổ cẩm. Khi được tự tay dệt vải, tra cườm, tôi thấy để dệt ra tấm vải thổ cẩm đẹp không hề đơn giản mà cần sự tỉ mỉ, khéo léo rất cao. Quả thật, tôi rất ngưỡng mộ những người phụ nữ nơi đây vì họ tạo ra được những tấm vải thổ cẩm vô cùng đẹp mắt, tinh xảo. Để giúp bà con bảo tồn và phát huy nghề truyền thống, chính quyền địa phương cũng đã có nhiều biện pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực như mở lớp dạy nghề, hướng dẫn kỹ năng làm du lịch cộng đồng, giúp tổ hợp tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người làm nghề, khuyến khích bà con các xã lân cận đến học nghề và làm nghề. Nhờ sự hỗ trợ đó, đến nay, tổ hợp tác thổ cẩm Đờ Hờ Đồng có thêm gần chục đầu máy khâu để chị em may các sản phẩm lưu niệm từ vải thổ cẩm. Nhờ vậy mà các hộ làm nghề ở thôn đều có nguồn thu nhập ổn định từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi năm từ nghề truyền thống này. Ngày trước, chúng tôi từ khâu các sản phẩm làm từ vải thổ cẩm bằng tay thì tốn rất nhiều thời gian. Từ ngày chúng tôi được tổ hợp tác dạy cách sử dụng máy khâu để may thì rất tiện lợi và nhanh chóng. Hơn thế nữa, chúng tôi lại có thể tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng và phong phú từ vải thổ cẩm để phục vụ khách hàng. Đây là cái nghề thu nhập chính, là kinh tế giúp người dân là có thể thoát nghèo và vươn lên làm giàu bằng cái nghề dệt thổ cẩm của địa phương. Bằng cách là địa phương sắp tới sẽ định hướng là xây dựng nâng cái mô hình này nhân rộng trên địa bàn và xây dựng thêm nhiều tổ hợp tác nữa. Vì định hướng trong đối với ủy ban nhân huyện sắp tới là xây dựng cái làng cổ tại xã Tà Lu. Đây là một cái điểm nhấn với nghề dệt nên địa phương cũng quan tâm và kiến nghị huyện sẽ quan tâm xây dựng thêm nữa cái làng nghề dệt và đồng thời qua đó là cũng tạo điều kiện là kêu gọi các nhà đầu tư là hỗ trợ về kinh phí cũng như về nâng cao tay nghề cho chị em, đặc biệt là nâng chất lượng sản phẩm, giúp cho chị em có khả năng yên tâm mà làm cái nghề dệt này và qua đó sẽ tạo cái thu nhập chính cho người địa phương cũng như thu nhập cho cả huyện. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa, song nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Cơ Tu ở thôn Đờ Hờ Rồng vẫn được duy trì, phát triển. Người trước dạy người sau, ngọn lửa nghề luôn cháy trong tâm hồn, trong cốt cách của những người phụ nữ. Nhờ vậy mà những nét tinh hoa của nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu đã được những người phụ nữ ở đây gìn giữ, phát huy, để rồi làm nên thương hiệu của một làng nghề truyền thống, giúp những người yêu nghề có thể sống được với nghề và đưa thôn Đờ Hờ Rồng trở thành một làng nghề truyền thống, một điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa.
Những hình ảnh về nghề dệt thổ cẩm của bà con dân tộc Cơ Tu ở thôn Đờ Hờ Rồng, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã khép lại chương trình Biên Cương Xanh tuần này. Để xem lại chương trình, mời quý vị cùng các đồng chí truy cập website www.qpvn.vn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.